Kênh Hoa Lan thôi, xin kính chào các cô chú anh chị. Hôm nay kênh Hoa Lan mình tiếp tục bán hàng của buổi chiều đó. Mình vô cái phiên buổi chiều nha. Thì hôm nay mình sẽ chi ăn khách hàng đó, chi ăn khách hàng mình giảm giá cho các cô chú anh chị mình đó. Mình bán chi ăn nha, bán chi ăn là có một số hình đó, nói chung là một số hình thôi, còn một số hình mình sẽ giảm giá cho các cô chú anh chị mình đó. Đó, chi ăn khách hàng là một và là giảm giá đó. Giảm giá thì những cái đơn nào mà nó thấp quá thì các chú anh chị mình chốt hai đơn mình mới bao ship cho các chú anh chị mình được nghe chứ. Giảm tối đa luôn rồi các chú anh chị mình. Mua mà bao ship nữa là chắc thua luôn. Tại vì mình cũng còn một số ít thôi đó, cho nên mình chi ăn khách cho các cô chú anh chị mình đó. Thì một chút xíu nữa mình cái giò kiếm tiên vũ như bữa hổm mình có quay cho các chú anh chị mình, nó có cái nụ đó, thì một chút xíu nữa mình sẽ quay cho các chú anh chị mình xem cái mặt hoa của nó luôn. Mặt hoa rất là đẹp các chú, kiếm tiên vũ. Thì các chú anh chị mình ưng hình nào chốt hình đó liên hệ với mình qua số điện thoại 0769 385 1664, thì mình sẽ giảm giá một số mặt hàng là từ 150 cho xuống còn 100k. Các chú anh chị nào mình chốt từ hai đơn lên, nếu mà mặt hàng 100k chốt từ hai đơn lên mình sẽ bao ship đó. Rồi, các chú anh chị mình xem video nhóm vào nút đăng ký, bấm vào cái chuông đó để cập nhật những video tiếp theo, và bấm vào cái nút like cũng như ủng hộ kênh Hoa Lan thôi. Xin chân thành cảm ơn. Thì sau đây mình cũng xin vô chi tiết các hình luôn. Thì ở đây mình có thứ nhất là hỏa hoàng cam. Hỏa hoàng cam. Giò số 1. Đó. Rễ thì mê ly luôn rồi. Rễ thì chi chích hết trơn rồi các chú. Không có gì phải nói. Rễ thì chi chít sinh dần hết trơn. Đó, hỏa hoàng cam là mình chỉ chi ăn ngày bữa nay thôi nghe các chú, tại lâu lắm rồi cũng không có giảm giá, không có chi ăn cho các chú anh chị mình. Đó, bán cái giá này thì mềm lắm nghe các chú. Giò số 1 100k đó, 100k ngay, chốt từ hai đơn bao ship. Giò số 1 hỏa hoàng cam, rễ thì bao rễ luôn. Giò số 2. Đó, giò số 2, hỏa hoàng cam luôn. Đó. 100k. Hai đơn bao ship. Giò số 3. Hai cái kỳ giả hạt. Giả hạt này là của ESO nha các chú, nhìn thấy kỳ đẹp mê ly không? Đó, mới cược luôn rễ nè. Rễ là phải nói là nó là rễ chùm luôn chứ không còn là rễ cọng nữa, chùm nó ra nè, nồi luôn. 100k cho hình số 3. Rồi qua hình số 4. Số 4 là một cái cây tròn. Cây tròn này 100 chậu tròn 108, mình hạ xuống 150 cặp đôi. Này là cây lựa nghe các chú. Đó, 150. Đó. Một trăm rưỡi là tròn là hình số 4. Hình số 5, một giò quế tím, rễ chi chít hết trơn. Đó, bám vô giá thể luôn. 100k. Đó, mình chi ăn cho các cô chú anh chị mình bữa nay nha, ai ưng thì vô chốt. Đó, 100k giò quế tím hình số 5 qua hình số 6. Số 6 là lọng dài hay còn gọi là lọng hài. Đó, mặt hoa thì các chú anh chị mình xem rồi, nó ra như một cái đôi hài màu đỏ cực kỳ đẹp. 100k. Hình số 6 và hình số 7. Số 7 là một cái con tròn, dáng hương đuôi tròn. Đó, 150 hạ xuống còn 120. Hình số 7. Hai đơn là mình bao ship cho các chú anh chị nha. Qua hình số 8. Số 8 là cũng lọng hài hay còn gọi là lọng dày đó. Nói chung này cái lọng này thì ở vườn mình cũng còn nhiều lắm. Mình tại giờ mới ghép mới đưa lên thôi. Nó ổn định hết trơn mình mới đưa lên thôi. Rồi các chú nào mà
mình ưng ưng bản gì thì chốt bản thì nói mình, còn ưng chậu thì chốt chậu thì nói mình, chậu thì gì nè. Đó, bản thì cũng 100k luôn nè. Đó, chậu cũng 100k luôn đó nè. Đó, mình thích chậu thì alo cho mình chậu, còn thích bản thì alo cho mình bản. Đó. Đó, số 7 đó. Số 7 là bản nè. Lộng 2 hay gọi là lộng dày đó. Đó. Số 8 nè, nhất điểm hồng. Đó, cái thân nó màu vàng vàng như vậy nè, với lông đen đen như vậy nè, chứ cây nó không có bị gì hết trơn. Có nhiều cô chú không biết, mình vô mình nói sao cái cây lan nhìn thấy gớm, gớm đâu mà gớm, lan ta gì mà thấy gớm. Cái màu là màu xanh lá mạ của người ta luôn. Đó, tại cái loại thân của nó là nó dày. Đó, chứ đâu phải là tại nó bị vàng hay bị gì đâu. Bình thường rễ nè. Đó, 100k. Số 8. Rồi để mình đi một vòng nha. Số 8. Số 9 nè. Quế trắng tháng 8 hay còn gọi là quế lân hương. Dòng này thì bao thơm. Đó, 150, hạ xuống 120 luôn nè. Quế trắng tháng 8 có hai chậu, ai nhanh tay vô chốt. Ai thích quế trắng thì vô chốt. Lạc đến chậu rồi đây, 120. Số 9. Số 10 chứ, chậu quế trắng kia là chậu quế trắng này nè. Chậu quế trắng này là số 9. Đó. Chậu quế trắng này số 10 nè. Mình quay hơi trái mặt trời. Số 10 cái này nó bị cho chấm tím tím gì là nó do chấm tím trên lá chứ nó không bị gì nghe các chú, chứ không phải nó bị gì đâu. Cái lá nó chấm tím đó. Số 10, 120. Rồi để mình đi một vòng nha. Giờ mình coi kiếm còn gì nữa không. Nói chung còn cũng ít thôi. Rồi hình số 11 nè. Một con trâu 100k. Con trâu, trâu lá dài nha. Có chỗ rễ thì bám dưới rồi. Rễ thì bám dưới hết trơn rồi. 100k. Lá dài lá chấm tím. Đừng buông đôn đàng hoàng luôn. Chuẩn ngừng muôn đôn cho các chú anh chị mình. Hình số 11. Rồi để mình đi vòng nữa, mình kiếm gì nữa mình bán cho các chú anh chị mình. Hình số 11. Đây con trâu này cũng ra rễ nè, trâu này trâu lá mít nè, hàng nguyên bản mình đặt gì ra rễ nè, các chú nhìn thấy mê không? Đó. Mê không? Ai thích bán 100k luôn nè. Con trâu này hình số 12. 100k mình dỡ cục này mình đưa cho các chú về mình đặt lên chậu, hơi ghép lên cây gì đó ghép. Số 12 đó nè, cho các anh các chú anh chị mình ngắm lan tiên vũ nở hoa. Cái này mới trồng cho nên cái bộ hoa nó chưa được dài đâu các chú, thấy đẹp chưa? Tiên vũ, kiếm tiên vũ đó, hoa cực kỳ đẹp đó. Cái này mình trồng lâu quá thì cái bộ hoa nó sẽ dài, tuy nhiên cái này mới thuần thôi, rễ thì khỏi phải nói rồi đó. Ai thích thì alo mình bóc một khóm vậy nè, 200k bao ship. Hai thân bự, hai thân già và một con. Đó. Mầm gốc thì chuẩn bị lên nữa. Ngọc hoa này cho các chú ngắm lại một hoa nè. Cực kỳ đẹp. Đó.
kiều vẹt bữa nay nó nụ nó quá trời lớn rồi các chú. Mình không đúng ra mình phải cắt bỏ, nhưng mà tại nó chưa cái ra rễ ổn định, mình đúng ra mình phải cắt bỏ. Nhưng mà cái này tại mình tiếc muốn để cho trang hoa cho nên mình để cái nụ đó nè. Cái này là nó trái vụ nha các chú. Trái mùa đó, chứ nó đúng ra mùa này nó không có đâu. Bên đây nó nhảy mầm gốc rồi. Đây bắt đầu nhảy mầm gốc. Nó nhảy mầm gốc gì là nó sẽ ra rễ. Cái loại lan rừng nó vậy đó. Quanh cái cù Lao Minh bây giờ nó có một số nó ra rễ quá trời luôn rồi các chú. Quay cho các chú anh chị mình xem nè. Ra rễ nhiều lắm. Tùm lum hết trơn. Đầu rễ bắt đầu nhú ra trơn à. Nhóc rễ luôn. Qua mình đi tỉa mấy cái rễ già, rễ đồ bỏ nó ra nhóc hết trơn. Rồi nói chung thì không còn số chậu, chỉ có số chậu vậy thôi. Ai thích dáng hương tâm màu sắc giống không? Mình 13 nè, dáng hương tâm màu sắc giống. Dáng hương tâm màu sắc giống. Rồi cái này ai chốt 3 đơn mình khuyến mãi tặng luôn nè. Khỏi phải bán. Đó, ai chốt 3 đơn đầu tiên mình tặng nha, còn ai chốt 3 đơn sau là không có tặng nha, nào mình nói trước. Tại vì chỉ có cái giò này thôi. Đó, ai chốt 3 đơn đầu tiên mình tặng cho cái giò dáng hương tâm màu sắc giống này nè. Giờ chỉ treo lên thôi, rễ thì bao rễ luôn, rễ na tua tủa hết trơn rồi nè. Bám vô đây cứ ngắt luôn. Rễ thì khỏi phải nói. Rồi nói chung mình chỉ có một số hình vậy thôi các chú ơi. Chỉ còn có một số hình nữa thôi các chú anh chị, mình nữ hình nào chốt hình đó liên hệ với mình qua số điện thoại 0769 385 164 ghi trên tiêu đề. Xin chào và hẹn gặp lại.